tên phổ biến của mấy bạn gái Việt Nam ở bên nước ngoài. T. Là tay EAT là cà phải không bà? Không phải. T. Tiếng Việt là thị đó. TH nghe ngắn giống nặng thị. Làm sao? Rồi đây, để tôi đếm thử coi có bao nhiêu đứa tên thị tốt nghiệp chung với tôi. Đây là cái cuốn tên của mấy người tốt nghiệp nè. Mới mở ra trang đầu tiên là đã thấy rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa tên này quen quen. À, tên tôi. Và hàng trăm hàng ngàn người tên thị nữa. Ủa, bà là Dương mà. Tên thị là sao? Bởi người ta nói, rút kinh nghiệm sau này tôi đẻ con tôi đặt tên hai chữ. Chứ cái hệ thống tên tuổi bên nước ngoài này nó mệt mỏi lắm. Ở bên đây là tên trước, xong với tên lót, xong mới tới tên họ. Thì tên tôi sao tôi viết vậy? Nhưng mà tới lúc mà đi làm giấy tờ á thì nó bắt đầu, ủa sao tên không có giống thứ tự gì hết vậy? Thôi tên mày sai rồi tao không chịu đâu. Đó, nhức nách với mấy anh chị không? Từ đó cái ô tên lót tôi bỏ trống, thành ra chữ thị thành tên thiệt luôn. Bởi tao nó mệt mỏi. Ba mẹ gửi gắm đặt tên dài tên đẹp, mà qua tới bên này là tên Việt vừa khó đọc, vừa dễ bị sai thứ tự. Mấy bạn du học sinh sau này chú ý.